Bí mật về quê ăn Tết, chàng trai khiến mẹ phải hét lên trong sung sướng vì quá bất ngờ. Theo đó, sau một năm dài đi làm xa nhà, trải qua bao nhiêu chông gai thử thách với một năm kinh tế đầy khó khăn, chàng thanh niên đã quyết định về quê sớm để ăn Tết với bố mẹ gia đình. Thay vì gọi điện để báo tin vui, cậu con trai lại âm thầm trở về nhà mà chẳng cho ai hay. Giây phút nhận ra trước mặt chính là đứa con đi làm ăn bao lâu mới trở về, người mẹ đã không kìm nén được cảm xúc, liên tục hét lên và vỗ mạnh vào lưng của cậu con trai trong niềm vui sướng không thể diễn tả. Lâu rồi không được đâu. Không chỉ có mẹ mà nụ cười của bố cũng khiến nhiều người xem xúc động. Mặc dù không phản ứng mạnh mẽ giống như mẹ, thế nhưng nhìn cách mà ông ôm đứa con vào lòng, nở một nụ cười rạng rỡ cũng đủ thấy rằng người bố đang rất hạnh phúc khi thấy con trai mình trở về. Đoạn video sau khi đăng tải đã khiến nhiều người xúc động, nôn nao trong lòng được về quê ăn Tết. Bởi cuối cùng thì chẳng gì tuyệt vời hơn là vòng tay của mẹ, không có gì ấm áp bằng cái ôm của cha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.